đây cô nhá, để với một loại vũ khí mà vừa to vừa dài mà nó phải cỡ quá nửa mét đấy. Và vừa bự như thế này thì chị em nhìn nó chỉ có thể khóc thét thôi các bạn. Nhưng mà từ đấy giờ là mình được hai anh rồi đấy. Anh thứ ba này. Phê vãi. Con này em này muốn thử không? Em này muốn thử không? Ui em còn vỡ đầu luôn. Ok. Ôi đây 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 đây. Ủa thằng này nó bị tăng sông rồi. Này 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 này. Đào 6 phát này. Đây chị này. Thôi từ nãy giờ lại thấy phê pha lắm rồi đấy. Mình thấy không, nó hồi sinh đấy. Trời ơi, đồng vai đi đâu nhìn thì véo thôi. Ủa. Trời ơi. Rồi ok bảy em. Nào, anh này, ra đây anh ơi. Ê. Nó đã lắm các bạn. Cái này gậy bóng chày Ocean. Nhưng mà mình thích gọi kiểu Ocean nghe nó kêu bây giờ nó bắt tay hơn. Ocean đó. Tùng không? Tùng không? Ui, nó đã lắm các bạn. Ui, hổ báo đây. Mày đủ kiểu là tưởng tượng là dài hơn của anh, bự hơn của anh Tha nhé. Làm sao cơ? Làm sao cơ? Trời ơi. Thằng chim vàng này là con gà vàng nhé. Ê ê, bên ngay mà mình nghe rồi. Mình nghe thấy rồi mà không chạy được. 14 chết hàng. Lâu lắm mà mình không kiểu quẩy này. Ui dù. Không, ok. Chẳng nào mà đâu. Chẳng nào mà đâu rồi. Ok, một phát chết hai em. Ui, thôi. Cho nhau cười cái thôi. Đít rồi. Rồi cho mình ghét cái con nhân vật này mãi. Đi đâu nhìn thấy đít được không ấy. Ôi, chết rồi. Vừa nhìn thấy đít cái là nó vụt cho là nằm viện luôn rồi. Chết. Rồi rồi. Là nào trời ơi, đừng tưởng với bữa, đừng tưởng mông to nhá. Ừ, hay lắm. Đừng tưởng mông to mà anh sợ nhá. Ôi sao mình cách top xa thế, mình vào hơi trễ à. Ê à, lại cái con nhảy. Á phát đấy mình tưởng nó chém thường thôi, mình đứng im rồi. Mình tưởng như hai phát trước. Một phát. Ôi dồi. Vừa đi sát thủ được một thằng mà chết luôn. Rồi cái clip này kiểu mang tính chất đổi gió vui vui được các bạn. Chứ thấy gió mây nhiều thì các bạn đi chán luôn. Ủa cái này vụt có vẻ phạm vi xa phết nhỉ. Ok. Nào solo nào. Đừng tưởng của mày có xanh. Màu xanh mày sợ nhỉ. Màu xanh này. Đây. Không chết này. Rồi. Vật vã với hai thằng mà cuối cùng thằng kia nó ra nó quật phát chết. Mấy anh có vẻ cũng khá là thích thú với cái này đấy các bạn. Chết. Từ nãy giờ thấy toàn thế lao đầu vào đây. Lao đầu vào đây. Bây giờ quật lúc này. Ui thơm. Ui thơm. Thính thơm vãi. Ô ngon. Ô vậy thấy AFK ở đây để tìm phê. Lên tìm phê nhỉ. Rồi. Thế có vẻ khá là yên bình. Ôi ôi. Ở đâu ấy. Ôi. Giật mình đấy. Bắn. À đây. Nào. Nguy hiểm sao nào. Ôi dồi, chạy. Nào nguy hiểm. Dìu to mà anh sợ à. Thầy ạ. Chim này còn hai mảnh nữa chứ. Hai mảnh. Cầm cái này là kiểu chim hai mảnh. Ui, mình nghe thấy đâu ấy. Ui dồi, mình nghe mà. Ôi không chạy được. Cái này vụt chậm mà nên là nó khi tiếp sát mình khó chạy lắm. Chết rồi. À lại thanh niên. Nào.
chim sát thủ. Thằng chó này, mình thấy nó hơi bị cắn trộm mình nhiều đấy, cái thằng chim hai mảnh này. Ôi sao mày đứng sau cũng chết kìa. Ôi, cố gắng lấy tóc này. Ôi dồi ôi, không kịp. Thằng kia tự nhiên nó chết mất. Rồi đâu rồi. Ôi dồi. Không. Rồi nhá. Ôi, toàn thằng chim hai mảnh không. Quái thật. Bọn này một cái không thích, một cái thích sẽ làm hai. Nào, quay về đây. Dẫn mặt. Dẫn mặt này. Chúng ta phải đi được. Top 3 gì. Mình chơi cái này phế vãi rồi. Ôi ôi. Bọn này nó nhanh, toàn chơi nhanh đồng nó nhanh quá các bạn ạ. Ôi thua rồi. Rồi, nhưng mà ra mình chết đi đúng không? Bố mỗi chiếc 13 các bạn nhìn thấy to biển nó chiếc 32. Đây là do mình vào chậm thôi. Đen thôi. Vãi đất. Nói chung rất là vui. Và hy vọng là các bạn thích cái những kiểu clip kiểu này. Yeah. Ai, đen. Ok, mình sẽ kiếm thêm cái một phòng khác nữa đi nhá. À, mình chúng ta sẽ chuyển sang dịch vụ bán trà đá. Sắp phở rốt em mà đá. Đủ chứ, thằng kia là thấy mình chơi cái màu xanh thì nó vác hẳn cái màu đỏ ra. Rồi. Nào thì học đòi vớ vẩn. Rồi, bơi vào đây. Ôi trời. Ôi trời, một phát vào đít luôn. Còn đây cái vụ đít, xưng đít thì đừng hỏi nhá. Ôi đâu ấy. Ok. Ra ăn rồi cắn trộm cả chết. Ôi trời. Không chết nó đi. Bán hàng ấy mà lại còn lát nữa. Đó kêu. Holy shit cái này. Holy shit trời ơi. Holy shit là chạy. Chết chết mày. Bán trà đá đấy. Nào mua đá đấy. Ui lát một bán trà đi. Mới hiểu cho tôi. Tự nhiên nó lát. Trời ơi. Ngon chip. Ôi chết rồi. Đừng có 13 thằng nó mua hàng mà. Còn hơn là chúng nó vừa uống nó vừa đạp vào mặt rồi. Đúng chứ mà. Quẩy cái này lâu lâu quẩy thì vui thật đấy bạn. Khi mà các bạn thích nha. Các bạn thích thì nếu các bạn thích thì like. Ok, bye bye. Nào. Hay lắm. Bắt đầu rồi, sao mất top rồi. Ok. Oh, đi. Đưa đi đây, đưa đi đây. Đã bảo đưa đi. Chạy đâu. Một thằng nữa đây. Bán trà đá đi. Trà đấy đây. Ui, vụ đầu thế. Đồ thanh niên kia mua hàng mình tích cực quá. Lúc nào thấy ra, cứ ra là mình cho nó mua hàng luôn. Ui. Ôi sổ. Ôi ơ. Hai hai chết bốn các bạn ạ. Đùa. Là khúc. Là khúc nghịch mà có bên như thế này nó quá. Thực sự là bán chạy hàng quá các bạn. Ok. Ôi con này con hàng móc lốp ấy. Con hàng móc đít ấy. Ôi chạy. Ôi lâu thế. Rồi mua không mua mà cứ vòn vào vèo trước mặt bằng lòng. Ai trà đá đi, trà đá nóng hổi vừa thổi vừa uống đi. Con này quên. Con này cho không có trà nên phát tạo nước lọc chứ. Ui đâm đầu vào cái là chết. Sợ quá. Trời ơi. Rồi nhá. Thanh niên này lại mua muốn mua. Đùa chứ mày mua giờ tỉnh quá là anh hết hàng. Bắn đi kìa.
Ui đấy đấy đấy. Ui, nói chung là mình cứ đi lòng vòng 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 mà không biết gì luôn ạ. Không có xác định được phương hướng luôn đi. Tao là nguy hiểm ấy. Nguy hiểm. Nguy hiểm ấy. Ôi dồi ôi, nó nhanh thế. Nếu mà so sánh thì cái cua chim nó nhanh hơn đúng không? Sao mà thấy nó vụt. Ui đấy đấy, tao đang nghe lại. Thế đi. Chết chết của kiểu style đấy. Sờ tai này. Nào, bật rỡ đi. Chơi nghiêm túc này. Mua không muộn. Đấy, lại mong đi rồi. Rồi thắng rồi các bạn. Dù sao thì chúng ta vẫn được top. Thôi các bạn xem clip thì like share của mình nha. Đấy, clip đổi gió vui thế này là rất là vui rồi. Vâng, vui rất là vui. Tuyệt vời. Yeah, về đi. Nhớ like nhá, nhớ like và chia sẻ clip để cho mình cái động lực làm tiếp cái lực clip nó khác, nó vui hơn, hay hơn. Và các bạn muốn clip tới mình làm gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới. Ok, bye.